Aguero, Messi vĩ đại hơn Ronaldo từ trước World Cup. Cựu tiền đạo Sergio Aguero cho rằng Lionel Messi không cần vô địch World Cup cũng đã xếp trên Cristiano Ronaldo. Messi giúp Argentina vô địch World Cup lần thứ 3 sau khi đánh bại Pháp ở loạt luân lưu trận chung kết hôm 18 tháng 12. Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo 35 tuổi với 7 bàn và 3 kiến tạo được ghi nhận bằng danh hiệu quả bóng vàng World Cup. Trong khi đó, Ronaldo gây thất vọng và Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở tứ kết. Trước đây, tranh cãi ai giỏi hơn giữa hai người không có hồi kết. Nhưng với việc bổ sung danh hiệu duy nhất còn sót vào bộ sưu tập, Messi được cho đã vượt qua đối thủ số 1 trong sự nghiệp. Tôi nghĩ chẳng có gì tranh cãi ở đây, Aguero nói với STAKI.com. Với tôi, Messi xếp trên Ronaldo từ trước World Cup. Bây giờ càng rõ ràng hơn. Cristiano có một sự nghiệp phi thường và là một vận động viên toàn diện. Nhưng Leo đã và đang giỏi nhất. Chia sẻ nhận định của Aguero, thầy cũ Pep Guardiola cho rằng không cần vô địch World Cup, Messi đã là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Ông nói, mỗi người có ý kiến riêng nhưng Messi hay nhất lịch sử là điều không phải bàn cãi. Rất khó để tìm một cầu thủ đủ sức so sánh với cậu ấy. Có người đánh giá cao Pele, Alfredo Di Stefano hay Diego Maradona. Các đánh giá đều cảm tính nhưng với tôi, vô địch hay không vô địch World Cup, Messi vẫn giỏi nhất. Trong trận chung kết World Cup, Kylian Mbappé nổi lên là đối trọng với Messi. Tiền đạo Pháp trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick trong các trận chung kết World Cup sau Jeff Hurst trong trận Anh thắng Đức 4-2 năm 1966 và ẵm giải chiếc giày vàng. Mbappé đã ghi 12 bàn qua 2 lần dự World Cup, chỉ kém 4 bàn so với kỷ lục của Miroslav Klose. Aguero tin rằng Mbappé sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Nhưng thời điểm này, tiền đạo 24 tuổi chưa đủ sức vượt qua cái bóng của Messi. Mbappé đã có một kỳ World Cup tuyệt vời. Mới 24 tuổi nhưng cậu ấy đã là Á quân và vô địch World Cup. Đây là một tiền đạo tài năng và sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ ai. Cựu tuyển thủ Argentina nói.